Bắc Cạn, một vùng đất có vị trí địa lý nằm chính giữa khối thềm cao cánh cung Việt Bắc, với nhiều cảnh quan đặc sắc, độc đáo được thiên nhiên ban tặng. Những dãy núi cao xanh thẳm của rừng cây lá biếc xen lẫn với các nếp lõm thung lũng tạo nên hệ thống sông suối làm tươi mát bốn mùa, thuận tiện cho các nhóm cư dân nông nghiệp cấy cày trồng trọt. Đáng kể nhất là sông Cầu và hồ Ba Bể. Sông Cầu, tiếng Tây là Tà Luông hay Tà Cải, Nậm Cải, trong sử sách gọi là sông Đồng Mỗ hay sông Như Nguyệt, do hai nhánh sông Tà Tiền, sông Nóng và Tà Mụ, sông Lạnh, cùng hợp lưu ở Bắc Cát, từ đó chảy quanh Bắc Cạn và là nguồn nước chứa nhiều loại thủy sản phong phú. Bắc Cạn có suối Đãi Vàng, có hồ Ba Bể, có nàng áo xanh. Hồ Ba Bể là một trong 20 hồ nước ngọt đẹp nhất trên thế giới. Tiếng Tây là Nậm Pé, gồm 3 hồ nhỏ liên thông nhau. Người Tây Bắc Cạn gọi là Pé Lồm, Pé Lù và Pé Lèng. Có độ sâu trung bình 25m, ở độ cao 150m so với nước biển. Bắc Cạn là âm phiên thiết của từ Bắc Cạn, theo tiếng Tây nghĩa là cửa ngõ, nguồn khởi thủy của nhiều ngọn núi, dòng sông, dòng suối tỏa đi khắp bốn phương, tám hướng. Cuốn Dư Địa Chí được Nguyễn Trãi viết đã định danh Bắc Cạn vào thời kỳ Hùng Vương, nằm trong bộ Vũ Định. Đến nhà Lý thuộc phủ Vĩnh Thông, giai đoạn đầu Hậu Lê thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1460 đổi thành Thừa Tuyên Ninh Sóc, sau đó thuộc phủ Thông Hóa. Ngày nay, tỉnh Bắc Cạn gồm 7 huyện và 1 thị xã, với nhiều nhóm tộc người anh em cùng chung sống, trong đó người Tây chiếm 53%. Cư dân bản địa Bắc Cạn xuất hiện rất sớm, từ thời Tiền Sử, Sơ Sử. Các nhóm Tây cổ gọi theo tiếng Tây cổ là Cần Tây Cốc Đinh Mác Nhạ, nghĩa là người Tây gốc đất hạt cỏ, ám chỉ đặc trưng tộc dân chuyên nghề cày ruộng, làm lúa nước với công cụ tiêu biểu là cái cày. Ngôn ngữ Tây Thái gọi cày là mạc thay hoặc thây, rồi biến âm thành Tây và Thái. Ngoài ra, người Tây còn có tên Cần Tây, nghĩa là người cày ruộng. Theo chiều dài lịch sử, người Tây Bắc Cạn đến nay vẫn giữ nhiều phong tục tập quán, giàu tính cộng đồng trong lao động, sản xuất và sinh hoạt văn hóa. Thế giới vũ trụ quan của người Tây theo quan niệm phổ biến chia làm 3 cõi: cõi trời, Mường Bôn, Quắc Phạ là nơi ở của Ngọc Hoàng, Bà Mụ, Nàng Tiên, các ông bà Then Cụt; cõi đất, Dương Thế là nơi ở của con người cùng các loài động vật; và cõi nước, cõi âm, nơi ở của các loại ma, tiếng Tây gọi là phi. Người trần gian đều do cuộc luân sinh ra để cai quản muôn loài. Với quan niệm nguyên sơ thế giới quan có 3 cõi tương tác nối liền nhau, do đó bàn thờ trong các gia đình người Tây là nơi tiến hành các thể dạng phức hợp tín ngưỡng thông linh, được bày đặt trang trọng để mọi người cùng hướng đến tổ tiên với tâm nguyện thành kính, đồng thời nhắc nhở nhau sống ở trên đời cần làm những điều tốt đẹp. Với truyền thống nguồn cội mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa Tây Bắc Cạn nói chung, dân ca Tây nói riêng tạo nên dòng chảy làm liền mạch thời gian trong một không gian diễn sướng với nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Người Tây Bắc Cạn coi âm nhạc là niềm cộng cảm gắn kết mọi người như lời ca sau: thương cân èo khẩu cóc nhằn thương, bầu thương cân èo khẩu đua nhằn sán, nghĩa là thương nhau nắm thóc nắm thành hòn, không thương nắm xôi cũng khó kết thành hòn. Âm nhạc dân gian Tây Bắc Cạn phong phú về lối hát, đa dạng trong biểu hiện tâm tư tình cảm của con người. Về hình thức có 2 dạng chủ đạo: hát nghi lễ và sinh hoạt. Tiêu biểu cho lối hát nghi lễ của người Tây là hát then, hát pụt, diện mạo đặc trưng của văn hóa tín ngưỡng người Tây khắp vùng Việt Bắc. Theo cách giải nghĩa của nhiều nhà nghiên cứu,
Then là từ biến âm của từ then trong vốn từ cổ Tây Thái, nghĩa là trời. Còn put hoặc put hay put là tiếng Tây đồng âm với từ bụt trong tiếng Việt, cách gọi của nhà Phật. Do đó, put luôn được hiểu là Phật lớn, sống trên trời, phân biệt với put nội, Phật bé, dùng để chỉ người làm nghề put dưới trần thế. Trong đời sống, then put có nhiều đặc điểm tương đồng, nên then hay put là tên gọi khác nhau để chỉ định người sử dụng âm nhạc để tiến hành các nghi lễ tín ngưỡng dân gian Tây. Bắc Cạn, môi sinh bản địa của người Tây, đã tạo dựng nhiều lối hát đặc sắc, trở thành hình thức sinh hoạt giàu tính cộng sinh. Người Tây dùng từ lượn để khái quát hóa các thể hát đối đáp, giao duyên đầy giao cảm. Âm nhạc là phương tiện chuyển hóa tư tưởng, tình cảm với lời thơ chứa đựng những cung bậc cảm xúc thay cho lời nói thông thường. Ngay từ ấu thơ, những lời hát ru của các bà mẹ luôn thấm đượm hương vị dịu ngọt của cỏ cây, hoa lá trong rừng, dung dị như dòng suối mát rì rào, tạo nên đời sống tinh thần chan chứa tình yêu thương con người. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ ngon, ngủ say, ngủ say đợi mẹ đi, ngủ ngon đợi mẹ về, ngủ đợi mẹ đi đồng lấy dưa, ngủ đợi mẹ đi ruộng bắt muỗng, mẹ đi ruộng được muỗng mồm đỏ, được muỗng mồm nâu, được diều hâu trên núi, được con cá dưới suối, được buồng chuối chín vàng mang về nhà em ăn, ngủ ngon ngủ say, ngủ đợi mẹ về hãy dậy. Lời ru ứ nọng nọng, ru em ngủ cứ lan tỏa trong không gian từ trên nhà sàn ra ngoài bàn, tới những cánh đồng đầy hương lúa hương ngô, tạo nên âm điệu thuần phác bình dị. Giai đoạn tuổi thơ, lời ca đồng dao được trẻ em Tày hát với nhau trong các trò chơi dân gian, gắn bó với môi trường thân thuộc, dưới nhà sàn, ngoài bãi cỏ, bên suối, bên rừng. Đó chính là quê hương thân yêu, nguồn cội, tạo nên sợi dây tinh thần gắn kết chặt chẽ, đồng thời hình thành nên nhận thức xã hội giàu tính nhân ái, chan hòa và bình đẳng. Phong sư dịch theo tiếng Việt nghĩa là bức thư, thường viết theo thể thơ thất ngôn trường thiên. Ngày trước, trai gái Tày hay dùng phong sư gửi cho nhau bày tỏ tình yêu đôi lứa. Đồng thời, phong sư còn được buộc vào những quả đúm trong trò chơi ném còn đầu xuân để gửi vào đó lời yêu thương. Nhận được bức thư, trai gái Tày không đọc mà hát lên theo vần điệu, từ đó tạo nên lối hát lượn phong sư. Mặt trời lên nắng chói chang, giờ này gặp em đang đi chợ, chưa muộn sao em đã quay về, cho anh đi cùng với em nhé. Anh không chê em xấu thì đi, nhà anh ở gần hay xa thế, sợ vợ anh dùng lời cay đắng để em về đau đớn ruột gan. Cá uống nước nhiều còn quên suối, ai mà dám tin lời của anh. Ôi
bên trời không khó lắm lại mía trời nhắn tầm. Em nói vậy anh đau lòng lắm, vợ anh còn tận trên sao trời, không ai vá áo quần sớm tối, biết bao giờ mới có người thương. Nếu không tin hãy về theo anh, thăm nhà anh một lần em nhé. Thoa bố thuyền nón mưa và sắc người phải thăm lườn lãng loa đây nón nó nón ơi mì thương còi chẳng có em ơi căn. Còn thương còn nói với nhau, anh cũng ước lần sau gặp lại, mình sẽ bắc chiếc cầu qua suối, sẽ có đường mà đi thôi em. Trai ơi, mọi cầm lượn cầm phối chất anh ơi, làm sao tin lời của anh đây? Thế gian thiếu gì người xinh đẹp? Thông bằng nhà nhắc căn. Em như cỏ rác bờ vai, sợ có ngày nước tràn lênh láng, đường sông biết trôi dạt vào đâu. Em đau, đau thêm cả cha mẹ, một thân em ở lẻ sớm tối, bạn cùng lứa cũng có đôi cả rồi. Sinh con trai con gái đủ đầy, chỉ còn mỗi mình em đi chợ. Khác với lượn còi, lượn sương được du nhập từ vùng Tây Lạng Sơn, do đó lượn sương còn được gọi là lượn lạng. Từ Liêm Thủy, Na Rì sát huyện Tràng Định, Lạng Sơn mở rộng dần khắp các bản Tây ở Bắc Cạn. Nhạc sĩ Đỗ Minh, nhà nghiên cứu âm nhạc Tây giải thích, lượn sương là tiếng hát đầy tình yêu thương. Vi Hồng nói rõ hơn, lượn sương có nghĩa là thương, không phải tình yêu trai gái. Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Nam Tiến khẳng định, gọi là sương vì trong nhiều bài lượn, những câu đầu thường có từ sương. Lượn sương là lối hát giao duyên giữa nhóm nam và nữ, có trình tự, thủ tục bài bản, chặt chẽ, gồm các chặng lượn này, lối hát giao đãi, chúc mừng, chào hỏi. Sau đó mới vào cuộc lượn với lượn sách, nghĩa là sách, trong các chuyện thơ để hát đối đáp với nhau. Lượn so miều, lượn mời ăn trầu hút thuốc, lượn cam, lượn ké, đưa ra câu đố và giải nghĩa. Ngoài ra, trong lượn sương còn thêm một số tình tiết như lượn tứ quý, lượn bốn mùa, ca ngợi cảnh thiên nhiên và 12 tháng trong năm. Bạn thương mà rập tiếng ngâu nô cùng như em. Có lời với người bạn muốn lượn, hễ còn thương thì không phải mời, còn quyết thương nhau thì lượt nhé. Nếu không, lời gọi còn dần rơi, tiếng bạn thương rồi xin đón ngay. Khác nào có én đưa cơi trầu, én nhà đưa cơi trầu đến, tiếng bạn thương về đủ ý câu. Đo bồi câu nô. Nghệ thuật âm nhạc dân gian Tây Bắc Cạn có quá trình phát triển lâu dài, hình thành và gắn bó với tổ chức xã hội thuần nông, từ đó ảnh xạ lại thói quen sinh hoạt, lối sống chân thành, thuần phát của người Tây nơi đây. Trong hệ thống làn điệu dân ca Tây Bắc Cạn, nổi bật lên những âm điệu đặc trưng riêng biệt, rất có giá trị trong kho tàng dân ca Việt Nam.
Đồng thời, nghệ thuật diễn sướng trong hát then cụt là những phức hợp tổng thể của nhiều lớp tín ngưỡng được bồi đắp theo thời gian. Trong đó, nổi lên vai trò thầy then cụt như một nghệ nhân dân gian Tày trao truyền cho cộng đồng phong tục, tập quán, tiếp nối qua nhiều thế hệ. Hát then cụt không chỉ thực hiện hình thức nghi lễ in đậm tính bản địa, mà ở đó nghệ nhân then cụt tạo không gian diễn sướng vừa đàn vừa hát, đọc thơ, nói thơ và nhảy múa. Chùm sóc nhạc thường được then giữ nhịp bằng các đầu ngón chân, có tiếng vang xa khỏe khoắn như tiếng nhạc ngựa trong chuyến đi lên thượng giới, dẫn dắt người nghe vào câu chuyện thần tiên đầy cảnh sắc do chính người Tày sáng tạo nên. Là vùng đất được người Tày sinh tụ lâu đời, Bắc Cạn đang phấn đấu phát triển nhanh kinh tế, xây dựng xã hội ấm no hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, bản sắc văn